Nói chung với da trắng thì mặc cái gì cũng trắng, và không mặc gì thì còn đẹp hơn. Thế nên ý là mình cố nha. Mệt mỏi đến mấy thì cũng phải chăm sóc da tại nhà. Mình không yêu bản thân mình thì sẽ không có ai yêu mình đâu. Nên đây một bộ sản phẩm đây, không phải đi spa, không phải tốn quá nhiều tiền để đầu tư, mà chỉ cần có bỏ ra là 1.470.000 thôi mình được cá. Mà cái bộ này kem ngày kem đêm rồi sữa tắm rồi dưỡng trắng đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Với Skin IC, đây là một sản phẩm Hương cho rằng đó là một sản phẩm hoàn hảo, perfect tính tới thời điểm hiện tại luôn. Rồi, em Thanh Hương xin chào tất cả các tình yêu. Ngày hôm nay là một ngày thời tiết rất là đẹp, không khí trong lành, sảng khoái, mát lạnh. Nhưng mà đấy là ở bên trong nhà của em Thanh Hương thôi. Còn xin mời các chị hãy nhìn ra phía ngoài xa kia, ánh nắng trực tiếp đang chiếu rọi, tràn ngập căn phòng của em Hương. Nhưng mà hôm nay thì em Hương được nghỉ ở nhà, không phải đi ra ngoài đó quay, thế nên là không có xi nhê gì cả. Và ngày hôm nay thì em mắc rảnh, chính bởi vì là thời gian rảnh rỗi như vậy nên em quyết định là em sẽ quay một clip để chia sẻ tới tất cả các chị về quy trình chăm sóc da, dưỡng trắng da tại nhà của em Thanh Hương như thế nào. Nhưng mà trước khi đi vào clip ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ với nhà mình một thông tin. Đầu tiên là để nhà mình có thể vui với em, và sau đó là nhà mình hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm dưỡng trắng da tại nhà mà em Thanh Hương chuẩn bị chia sẻ ngay sau đây. Đây chính là bộ sản phẩm mà em Thanh Hương đang sử dụng tại nhà. Nhà mình nhìn là nhà mình có thể nhận ra rồi đúng không ạ? Đây chính là Skin AEC. Và xin thông báo với nhau mình là em Hương vừa mới nhận lời làm gương mặt đại diện độc quyền cho thương hiệu mỹ phẩm này. Và đây là bộ sản phẩm chăm sóc chuyên sâu dành cho body của em Thanh Hương tại nhà. Tức có nghĩa là em chỉ cần chăm sóc tại nhà thôi, không mất quá nhiều tiền của này, không cần phải mất nhiều thời gian để đi spa. Đó mà chúng ta vẫn có thể giữ được một cái làn da trắng bóng mịn màng như thế này. Thực ra thì em hay phải quay ở ngoài trời nắng, thế nên là em cũng hay bị bắt nắng nhiều hơn. Chứ nếu mà các chị đẹp mà được nghỉ dưỡng ở trong phòng máy lạnh điều hòa mà các chị chăm sóc da bằng bộ sản phẩm này theo đúng quy trình ngày hôm nay em Thanh Hương chăm sóc và hướng dẫn cho các chị, thì em đảm bảo với các chị là chỉ cần hết một liệu trình này thôi, da các chị sẽ trắng bóc, trắng như tuyết đó, trắng gọi là hơn cả em Thanh Hương bây giờ. Và ngay sau đây, không để mất thời gian của các chị nữa, em sẽ đi vào từng bước từng công đoạn một để hướng dẫn cho các chị cách chăm sóc da tại nhà giống như là em Hương đang sử dụng nha. Rồi, em để ở đây để các chị nhìn cho nó rõ nha. Ok, một bộ sản phẩm chăm sóc da tại nhà của em Hương, đó là bộ sản phẩm Skin AEC. Và cả bộ này thì bao gồm có 4 sản phẩm, em xin được chia sẻ luôn. Đầu tiên chính là chai sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Đó, thành phần của nó là 100% là nguyên liệu thiên nhiên và có cái thành phần than hoạt tính. Không những là làm trắng sáng mịn màng ngay từ lần đầu tiên sử dụng, mà nó còn thải độc tố cho da, nó còn kích trắng lên. Và cái thành phần than hoạt tính nó là một cái thành phần nó rất tốt trong việc mà thải độc này. Đó, rồi ngăn ngừa tất cả những cái dấu hiệu lão hóa cho da và nhả nắng cho da. Còn cái chai sữa tắm này thì em dùng hàng ngày. Chai này thì em thay thế một cái bước là tẩy tế bào da chết cho da. Bởi vì là cái chất liệu của cái sữa tắm này nó có những cái hạt nhỏ li ti và nó có cái mùi dâu tây rất là thơm. Đó, thế nên là mình có thể sử dụng hàng ngày thay thế sữa tắm thông thường. Rồi, đây chính là cái lotion makeup dịch ra có nghĩa là cái kem trang điểm dành cho da. Cái này kem trang điểm dành cho da là tên tiếng Anh, còn tên tiếng Việt thì mình dịch ra đó là kem dưỡng chống nắng ban ngày của Skin AEC. Chai này là mình dùng hàng ngày nha. Đó, buổi sáng các chị dậy các chị bôi vỗ một lớp kem chống nắng này cho em, vừa da đẹp này, vừa chăm sóc cho da, thay thế một cái lớp make up cho da. Da mặt mình cũng phải make up thì da body của mình cũng phải make up. Thì đây là cái chai mà dùng gọi là kem chống nắng ban ngày, chống nắng cực kỳ tốt, chỉ số chống nắng là 50 SPF cộng các chị ạ. Còn đây là chai dùng cho ban đêm. Nói chung là cả trọn bộ này là đầy đủ từng công đoạn một. Đó, công đoạn sữa tắm này, công đoạn trắng da này, công đoạn chăm sóc da ban ngày, còn đây là da ban đêm. Ban đêm là cái làn da mình được nghỉ dưỡng xuyên sâu nhất này, mình không có phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều này. Thế nên khi mà tắm xong bằng cái sữa tắm này, chúng mình vỗ một lớp dưỡng trắng ban đêm này giúp cho Hương tắm xong ngủ dậy da nó như là được ngậm sữa, rất là trắng, rất là mịn, và quan trọng là nó sẽ bật tông da ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Không tin thì các chị dùng thử đi, em đảm bảo là các chị sẽ nghiện giống như là em bây giờ cho mà xem. Rồi, đấy là tất cả cái bộ sản phẩm, nó bao gồm 4 sản phẩm như thế này. Và em xin được chia sẻ giá cho các chị luôn. Giá này là giá niêm yết công ty. Đó, hàng công ty là nó chỉ có duy nhất một giá như thế này thôi. Còn những cái hàng mà bán trôi nổi, mà bán hàng vớ vẩn mà có một vài trăm nghìn thì các chị đừng có mua nhá. Các chị hãy mua ngay tại cái clip mà em Hương chia sẻ đây, để mình có thể đảm bảo là được mua hàng chính hãng của Skin AEC. Thì cả bộ sản phẩm này, mỗi một sản phẩm có giá bán lẻ là 490.000. Nhưng khi mình mua cả combo 4 sản phẩm này thì mình chỉ phải gửi tiền là 1.470.000 thôi. Có nghĩa là mình được tặng free cái chai sữa tắm này, không có mất tiền. Mình chỉ phải chi trả 3 cái sản phẩm này. Đó, mua cả đủ combo thì sẽ mất là 1.470.000 và được tặng free cái chai này.
không có mất tiền chai sữa tắm hàng ngày này. Đó, một cái giá nó rất là ưu đãi từ công ty gửi tới cho các chị đẹp rồi. Rồi, em bỏ qua ba cái sản phẩm này, em sẽ đi vào từ sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên đã chia sẻ rồi. Đây, sản phẩm này có tên gọi là sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính. Thì nghe cái tên gọi là các chị biết rồi, cái nguyên liệu của nó là than hoạt tính. Thì em sẽ test lên trên cái phần tay để cho các chị xem nha. Rồi, sau khi làm sạch cái vùng cơ thể, cái vùng tay của mình, đó, toàn bộ vùng body, vùng cơ thể của mình bằng gọi là làm sạch thì có thể các chị tắm bằng cái sữa tắm này, trong bộ của nó luôn nha, sữa tắm Skin IC luôn. Sau khi làm sạch xong, mình để khô ra và sau đó là mình lấy một cái lượng vừa đủ cái sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này. Thì cái chai này thì mọi người có thể dùng một tuần là 3-4 lần giúp cho em Hương cũng được. Và khi mà mình lấy một lượng vừa đủ mình massage như thế này, cái đầu tiên là làm sạch da, làm sạch sâu trong da. Cái thứ hai là tẩy tế bào da chết cho da. Cái thứ ba là thải độc tố cho da. Da của chúng ta rất là nhiều độc tố. Mỗi một ngày mình đi ra đường, mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời này, rồi là khói bụi này, dầu xe ô nhiễm này, thì da của chúng mình sẽ bị hư tổn. Và cái công đoạn sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính này, nó sẽ làm cho cái vùng da của mình được làm sạch sâu. Khi làm sạch sâu thì bắt đầu cái lỗ chân lông nó sẽ giãn nở ra. Và khi mình sử dụng cái kem ban ngày hay kem ban đêm thì nó vào da nó sẽ thẩm thấu rất là tốt. Đó, đây, massage như thế này giúp cho em. Chúng mình bị viêm lỗ chân lông, bị viêm nang lông, mình bị mụn ở lưng thì mình dùng cái này, nó chữa viêm nang lông, mụn lưng cực kỳ là tốt. Đó, massage. Mùi thơm rất là dễ chịu, bởi vì sao? 100% là hàng thiên nhiên, không có bất cứ một chất cấm, chất độc hại nào ở trong cái sản phẩm của Skin IC cả. Cái này em khẳng định các chị, và em là gương mặt đại diện, thế nên là em có thể chia sẻ với các chị điều này để các chị hoàn toàn yên tâm. Còn nếu như phát hiện ra có bất cứ một cái chất cấm gì cho làn da của chúng ta thì các chị sẽ được đền tiền free 100% nha, miễn phí nha. Than hoạt tính là một cái thành phần rất là đắt nha, không phải cái sản phẩm nào mà trong mà hóa mỹ phẩm người ta cũng dám dùng đâu. Nhưng với Skin IC thì họ dám dùng, bởi vì sao? Họ muốn cái làn da của mình là phải trắng sáng mịn màng tự nhiên. Thế nên là nguyên liệu 100% là nhập khẩu của Hàn Quốc nha, chứ không có ở Việt Nam đâu ạ. Rồi em xin phép em cầm cái máy em đi ra đây cho các chị xem luôn này. Ra đây mới có nước để rửa tay nè. Rồi, mình tiếp tục với nhau nha. Đó, sau khi mà làm sạch cái vùng tay rồi thì các chị thấy không? Đây, đây nhà mình ơi, đây cái tay này vừa có, đây tay này không đây. Nhà mình nhìn thấy không ạ? Đó, cái này là đã được làm sạch này. Rồi ôi, mọi người sờ này, cái da nó mềm, nó mướt, nó mịn, cực kỳ là mịn luôn. Nó thơm dã man, thơm mùi thảo dược, toàn là hoa quả thiên nhiên, rất là thích. Nói chung là được tắm ở trong Skin IC như kiểu là mình được ngậm nước vào trong đó vậy. Và mỗi một lần mà mình đi làm về, mình căng thẳng, mình stress, mình được tắm, mình được ngâm mình ở trong cái sữa tắm Skin IC thì mình cảm giác như là mình đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng hơn. Mà đi lên giường đi ngủ thì nó ngủ ngon vô cùng tận. Đó, mà anh yêu mà nằm bên cạnh mà ngửi thấy cái mùi sữa tắm này thì chắc là nghiện tới già luôn. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Và bây giờ đi ra ngoài đường chỉ cần mở cửa bước ra thôi, rồi ôi nó nắng nóng vô cùng luôn, mà cảm giác như khó thở mà đi ra ngoài mà chóng mặt, hoa mày chóng mặt luôn, bởi vì nắng quá. Và mọi người tưởng tượng xem, đi ra ngoài nắng mà bản thân mình nó mệt mỏi, nó khó chịu như vậy, rồi mồ hôi mồ kê nó vã ra, nó tủa ra như thế, thế thì cái làn da của mình làm sao mà chịu được. Thế nên mình cũng cần phải có cái lotion makeup này, gần như là một cái bước trang điểm dành cho cái làn da của mình. Da mặt mình cũng cần trang điểm thì da body mình cũng cần phải trang điểm. Thì đây nó là cái công đoạn trang điểm cho da. Và cái chai này vừa là dưỡng trắng cho da này. Đó, ví dụ như mặc những cái váy nó hở như Hương này, nhà mình bôi vào giúp cho Hương nó rất là tốt. Đó, hoặc là cái chai này mình dùng là để chống nắng hàng ngày. Cái chai này chỉ số chống nắng là 50 SPF cộng, chỉ số chống nắng rất là cao. Và đặc biệt là khi mà mình dùng thì nó không bị vạc da. Đó, nó thẩm thấu vào da rất là nhanh. Nó không bị có cái cảm giác như là trắng bủng, trắng beo, mà trắng bóc lên kiểu như trắng kem lột, mà cái màu trắng nó rất là tự nhiên, nhẹ nhàng. Đây, Hương có thể thử cho làn da để cho mọi người xem. Đây, ví dụ một chút cái kem. Đây, chị em nào mà hay mặc váy hở sexy, mình vỗ kem này để xem là nó có trắng không nha. Đây, Hương hay đi sự kiện, thế nên mỗi lần đi sự kiện là Hương phải mang vác theo cái này đi, vừa là để trang điểm cho da mình mặc. Đã có nhiều khi là báo chí họ chụp á, họ chụp mà tự nhiên là mặt thì trắng mà cái tay cái chân thì đen, trông rất là mất thẩm mỹ. Thế nên là Hương vẫn phải dùng cái này để Hương chăm sóc cho cái da của Hương. Khi mà Hương mặc những cái váy nó hở thì Hương có thể gọi là che được những cái khuyết điểm, những cái phần mà da nó không được đồng đều màu da. Đó, và cái này nhá, nó không phải là một lần, mà khi mà mình dùng hàng ngày thì nó mỗi một lần mình dùng là nó sẽ thẩm thấu vào, và nó sẽ có cái tác dụng là cái da mình nó trắng sáng mịn màng từng ngày một. Đây nó là dưỡng trắng bền vững, dưỡng trắng về lâu về dài. Mỗi một ngày mình bôi là một ngày mình làm cho cái làn da của mình nó trắng mịn hơn. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, nó trắng như thế này, nó trắng kiểu trắng rất là nhẹ nhàng, mà nó trắng kiểu sang sang, nó trắng rất là sang chảnh như thế này. Đây, đó, mình có thể
so sánh như thế này. Đó. Đây nha, nhìn như này là nhà mình có thể hình dung được rồi. Hương không có cần phải chia sẻ gì nhiều nữa nha. Đó, rất là phù hợp với những chị em mà hay mặc áo sexy như Hương này, đó, hay mặc áo hở như Hương này. Hay ví dụ đây, cái vùng da này, mình có thể một chút vào đây cho Hương, vùng da cổ nha. Vỗ, đảm bảo trắng. Mà trắng đấy, mọi người thấy không? Nó thẩm thấu luôn vào da, chứ không có phải là chờ đâu nha mọi người nha. Thích cực kỳ ấy. Dùng cái là mình nghiện ấy. Nói chung là Hương tính Hương cũng khó tính lắm. Không phải sản phẩm nào Hương cũng dám nhận độc quyền đâu. Nói chung nhiều khi mà nghệ sĩ thì cũng hay chia sẻ về các sản phẩm. Đó, chia sẻ bí quyết làm đẹp. Thế nhưng mà phải là sản phẩm uy tín chất lượng thì Hương mới dám nhận độc quyền. Chứ còn nếu mà không thì Hương không bao giờ Hương dám làm. Đó, người thấy không? Đó, trắng không? Rồi, đó, vùng nách này kia các thứ mọi người bôi và giúp cho Hương rất là thích. Thì đây nó là dưỡng trắng chống nắng ban ngày. Đó, lúc nào mà cần mặc váy sexy quyến rũ nhà mình vỗ cho Hương. Còn với những chị em nào mà nói với Hương rằng là em bao năm rồi da em cứ bị nâu bị đen, rồi em không có trắng lên được, thì nhà mình dùng thử qua cho Hương cái này nha. Hương đảm bảo là sẽ thay đổi ngay suy nghĩ, bởi vì sao trắng trắng mịn màng ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Thích lắm luôn ấy. Rồi, đó thì đây là cái chai dưỡng trắng dành cho da của chúng ta vào ban ngày. Nắng nôi như này đi ra ngoài đường là nhớ là phải dưỡng trắng da nha, chứ không có thì sẽ không trắng lên được đâu ạ. Còn nếu làm đúng như những công đoạn mà Hương vừa chia sẻ, Hương đảm bảo là sau hết một liệu trình, da các bạn sẽ trắng bóc, mịn màng như là vừa được đi tiêm trắng về. Nhưng lại không phải là tiêm trắng, mà đây là hoàn toàn tự nhiên, một sản phẩm đến từ thiên nhiên rất là tốt, Skin IC. Đó, cả một cái bộ sản phẩm này mua combo, mua lẻ một chai thì là 490.000, nhưng mà mua combo thì nhà mình chỉ phải trả là 1.470.000, mà mua 3 sản phẩm được tặng thêm một cái chai sữa tắm này. Đây, mua 3 sản phẩm này là cái than hoạt tính, là cái kem ngày kem đêm, mình được tặng cái chai sữa tắm này không mất tiền. Và chọn bộ này mình chỉ phải trả là 1.470.000 thôi. Đó, thì ai còn băn khoăn thắc mắc gì hay muốn hỏi gì Hương thêm thì có thể comment ở bên dưới. Hương sẵn sàng giải đáp tất cả những cái thắc mắc của mọi người về sản phẩm này. Còn Hương chỉ nói một điều rằng là nghe Hương nói là một thôi, nhưng mà hãy phải dùng thử đi. Dùng thử để biết được rằng là tất cả những cái điều tuyệt vời mà Skin IC mang lại cho Hương. Hương chỉ nói một điều là Hương quá hài lòng, Hương quá viên mãn. Mọi người nhìn cái làn da của Hương đi, ngày nào cũng đi quay chầy chật mà nó vẫn giữ được cái làn da như thế này. Trời ơi, phụ nữ Việt Nam mình là phải trắng nha mình nhá.